là đối tượng nghiện ma túy, Vi Vông Xá trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã mua của một người dân tộc Mông 2 gói ma túy về sử dụng và một phần để bán kiếm lời. Đối tượng đã đào hố chôn ma túy, cất giấu vũ khí quân dụng ngay dưới nền nhà. Trong quá trình chia nhỏ ma túy thì Xá bị lực lượng công an bắt quả tang. Qua quá trình khám xét, cơ quan công an phát hiện trên người và dưới nền nhà của gia đình Xá có 2 túi ma túy đá và một lượng heroin cùng một khẩu súng K54 và 3 viên đạn. Đối tượng Vi Vông Xá đã từng đi cai nghiện bắt buộc và có một tiền án về tội buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy.